Vâng, lời đầu tiên cho em Thảo gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác làm vườn. Một lô đồ nhíp của đơn vị em vừa mới làm xong. Và hôm nay chủ yếu là em làm về dòng quốc tây gà và với những mẫu dầm dành cho các bác nhà mình đi đánh cây công trình. Mẫu dầm hôm nay thì em sẽ có cỡ nhỏ, cỡ to, cỡ lớn. Và tất cả các loại thì em sẽ chi tiết và báo giá để các bác nhà mình nắm bắt được. Đấy, và khi xem được video này, các bác đang muốn xem tới những cái sản phẩm cuối cùng thì các bác cứ theo dõi nhé, để biết được từng loại một. Để đầu tiên để em đưa tới các bác dòng dầm chữ T. Với cái mẫu dầm này thì hôm nay em sẽ làm to hơn hẳn này. Và giá thì cũng sẽ rẻ hơn hẳn để các bác nhà mình được sử dụng trong cái công việc làm vườn. Đấy, cái mẫu dầm chữ T hôm nay thì em làm nó tầm độ 90 cm. Đấy, và cũng rất chỉ là dày dặn đấy các bác nhé. Cái này các bác nhà mình đánh cây giống này, đấy, cực kỳ là dễ luôn. Và với một cái mẫu dầm T này thì em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 150.000 đồng trên một dầm nhá các bác anh em nhá. Đấy, 150.000 trên một cái dầm T. Đấy, bà biết cái dầm đầu bi ở đâu ấy, lấy ở trong mấy cái dầm đầu bi ấy. Và với những cái mẫu cuốc ngày hôm nay thì em sẽ đăng tải tới các bác về ba mẫu cuốc tây và cuốc bướm. Đấy, cuốc tây thì em sẽ có ba loại đây nhá. Đây là cuốc tây thường. Cuốc tây này thì được rèn bằng nhíp ô tô. Đây là cái bản to nhất. Đấy, cái bản này thì lên tới 19 cm về phần lưỡi. Và tổng chiều dài của nó thì nó là bao nhiêu nhỉ? Nó cả sọ của nó rơi vào tầm 25. Đấy. Và với một cái cuốc tây này thì đây là cái cuốc tây 100 ngàn này. Đấy, cái này thì em sẽ gọi là cái số 3. Còn cái số 2 là 120, còn cái số 1 là 130, là kích thước to nhất là cuốc tây. Đấy, còn về cuốc bướm này, còn về cuốc bướm thì em cũng sẽ có ba loại cuốc bướm này, là cuốc bướm sạc cỏ nhá. Đấy, với cái cuốc bướm nhỡ ở đây thì cái cuốc bướm này em đang đưa tới các bác là 100 ngàn này. Đấy, còn cái cuốc bướm nhỏ nhất này là 60.000. Cái nhỡ này là 100. Còn cái to nhất này thì giá của nó đang là 130 các bác nhé. Đấy, 130.000 cuốc bướm. Còn bộ cuốc gà này một chút nữa em sẽ đi về sau cùng. Và đây là một cái dòng cuốc cao cấp nhất mà em muốn đưa tới các bác làm vườn trong cái mùa của năm nay. Đấy, còn về phần dầm nhá. Phần dầm hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác về cái mẫu dầm làm vườn. Thì mẫu dầm đánh cây này thì đây là cái mẫu dầm cổ cò. Đây các bác này. Và cái kích thước này của nó cũng là cái kích thước ngắn nhất các bác nhé. Đấy, tổng chiều dài của nó là tầm độ 1 mét. Đấy, cái này thì làm cây giống này, cây nhỏ thì các bác sử dụng cái này. Cái này em đang đưa tới các bác là 150.000 trên một cái. Đấy, còn về cái mẫu dầm bản đặc biệt này, cái này nó sẽ có mấy loại nha. Đây là bản đặc biệt, chuyên để các bác thì mình đánh xanh, đánh si, đánh choảng thoải mái cho em bằng cái mẫu dầm này cho em đi. Đấy, và cái mẫu dầm này là cao cấp nhất em đang đưa tới các bác là 400.000 đồng trên một cái. Đây ạ, với cái phần lưỡi của nó dài tới 50 cm, cổ nó rất chi là dày. Còn về phần cái dầm nhỏ hơn, cái dầm này cũng là bản dầm đặc biệt nên làm loe nhé các bác nhé. Cái này cũng rất chi là to. Cái này em đang đưa tới các bác là 350 này. Đấy, có loại 300 và có loại 250. 250 là cái này này các bác này. Đấy, tùy theo các bác nhé. Và cái này các bác nhớ gọi là cái dầm cổ cò, chuyên để đi đánh cây công trình. Và với cái chất thép của nó thì các bác sẽ nhìn nó khác hẳn với những dòng thép bình thường nhá. Đấy, nhà em chuyên làm hàng đặt các bác ạ, cho nên là các bác sẽ yên tâm về chất lượng. Đấy, còn về mẫu dầm bản thẳng và mẫu dầm chuối thì đây là một cái mẫu dầm mà em đang đưa tới các bác nhiều nhất. Đây chính là cái mẫu dầm mà các bác sử dụng nhiều nhất, thì hôm nay em sẽ đăng tải về mấy loại. Đấy, loại này thì là một cái mẫu dầm mà em đang đưa tới các bác với cái giá thì sẽ là 300.000 một chiếc, miễn phí ship tới tận nhà nhé. 300 bao gồm cả cán, hàn cả cán như này cho các bác rồi. Đấy, còn về cái để đánh cây giống, cái này thì sẽ cũng bằng nhíp hết nhé. Cái này bằng nhíp, cái này gọi là cái dầm đầu bi này. Đấy, cái này là 100 ngàn một cái các bác này. Đấy, các bác mà muốn cái này thì nó ngắn đấy nhé, chứ nó không dài đâu. Nó rơi tầm 40 cm. Đấy, còn về mẫu thuồng đi rừng và mẫu dìu. Và trên này là mẫu dầm đặt nhé, các bác thì mình theo dõi. Ở trên này thì em còn có những mẫu liềm. Những cái liềm để dành cho các bác thì mình đi cắt lúa, cắt cỏ đấy. Dìu, dìu đinh. Đầu búa, đầu dìu này có mấy chục ngàn một cái thôi. Về phần cái lưỡi đi rừng này thì em cũng sẽ có hai loại để các bác nhé. Như cái bản đặc biệt mà dày, đây là rèn bằng nhíp 100%. Và với cái nhíp này thì dày dặn và nặng, thì một cái này là 200 ngàn một cái. Cái thường, còn cái dầm đặt thì sẽ là 250 nhé. Cái lưỡi thủng đi rừng. Còn về cái cả cán này thì em đang đưa từ các bác là 300 ngàn một cái này. Đã hàn cán hết rồi cho các bác. Thì các bác nhớ gọi hộ em, đây là cái mẫu thủng đi rừng các bác ạ.
Đấy, và với mẫu thuồng này thì cứ chỉ cần các bác nhớ tên cho em thôi là được rồi, để em đã bán được cho các bác nhé. Còn về phần lưỡi dìu thì em có lưỡi nhỏ, lưỡi to tùy theo các bác nhà mình. Ví dụ như cái này, cái lưỡi này là lưỡi bản đặc biệt này, lưỡi dìu đúc đặc luôn. Cái này thì trước kia nó là 300 ngàn một lưỡi đấy, nhưng mà hiện tại đơn vị em đang giảm giá là còn 220 nghìn trên một lưỡi này. Đấy, còn về cái lưỡi nhỏ, cái lưỡi này thì nó chỉ có 180 thôi, 180. Đấy, còn về cái dìu mà đã hàn cán bằng cái lưỡi đặt to như này, với cái phần lưỡi của nó là 80 cm và phần cán của nó rất là dày và nặng, cái này là 260 nghìn đấy các bác nhá, 260 ngàn là em miễn phí ship. Còn về cái dìu bản dày đặc như này nữa thì nó cũng là 260 nghìn này, bao ship tới tận nhà các bác luôn. Đấy, còn về phần trên này thì em đưa tới các bác những cái dụng cụ nhỏ nhỏ này nhá, những cái mẫu dầm đặt này là loại thượng hạng nhất này đây ạ. Thì em sẽ đưa tới các bác về cái dìu, một đầu là nhổ đinh, một đầu là đầu dìu, cái này gọi là dìu cốt pha nhé, để các bác nhà mình vừa là búa vừa là dìu, một đầu búa, một đầu nhổ đinh, một đầu dìu, ba chức năng. Cái này em đang đưa tới các bác là 90 nghìn, nhưng mà riêng cái này nó chưa sắc mấy đâu nhá, còn cái cán này em chỉ hỗ trợ một chút thôi, về các bác nào thích cán đẹp thì các bác sẽ làm cán đẹp. Cái này là 90 nghìn đồng trên một cái. Đấy, còn về cái lưỡi lưỡi dầm, lưỡi này là em đang đưa tới các bác là 200 ngàn đồng trên một lưỡi nha các bác nhé, 200 ngàn đồng trên một lưỡi này. Lưỡi này là lưỡi nhỏ nhá. Đấy, còn về phần liềm, liềm thì em đang có là ba loại các bác ạ. Đấy, ví dụ cái loại nhỏ nhất này đang là 40 nghìn đồng trên một cái này, 40 nghìn đồng cho một cái liềm cắt chấu, liềm nhíp. Đấy, còn về cái liềm nhỡ này là 50 nghìn, liềm này là 50 nghìn một cái. Về cái liềm to này là 60 nghìn đồng cho một cái. Đấy, cái liềm cắt cỏ, cắt lúa. Đấy, còn về cái dầm thẳng như này thì em đang đưa tới các bác là 60 nghìn đồng cho một cái này, chuyên để xả cỏ. Đấy, còn cái cổ cong này là em đang đưa tới các bác là 50 nghìn đồng cho một cái này, cái dầm. Đấy, còn về phần lưỡi dầm trên này là lưỡi dầm đặt nha các bác nhá. Đây ạ, lưỡi dầm đặt. Những mẫu lưỡi dầm này thì lưỡi dầm này là lưỡi dầm hàng 300 ngàn một lưỡi này, 300 ngàn là lưỡi dầm, đã là lưỡi dầm đặt rồi nhá. Còn ví dụ như có bản đặc biệt hơn là em làm 350 nghìn. Đấy là những bản đặc biệt hơn. Còn về những cái mẫu dầm đặc biệt đây, đấy, những cái bản mà gọi là thép, phải gọi là thép tốt nhất, mà dày dặn chắc chắn, mà các bác nhìn cái phần thép của nó sẽ phải sành và khác hẳn như này mới là dầm đặt cho các bác nhé. Cái dầm này thì đang gọi là cái dầm mo chuối, để cho các bác nhà mình đào cây, thục cây. Giá của nó đang là 400 ngàn đồng cho một cái nhé các bác nhé. Loại hàng đặc, cao cấp chất lượng luôn. Đấy, các bác nhìn với cái phần dầm này thì tổng chiều dài cả cán của nó thì sẽ là 1,4 m. 1,4 m. Còn về phần trên này là cái cào 7 răng. Cào bổ 7 răng này em đang đưa tới các bác là 100 ngàn trên một cào nhé. Rất chi là dày dặn, nặng tay, dày dặn và đẹp, 100 ngàn đồng trên một cào này. Còn về phần cuốc chim, cuốc chim thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác dòng cuốc chim đặc. Cái này thì nó sẽ có mấy loại cơ, nhưng mà với cái cuốc chim này thì hôm nay em sẽ đăng tải tới các bác về cái mẫu 250.000 đồng trên một búa chim, búa chim đặc. Đấy, 250.000 cho các bác nhé. Thì nó có cả loại nhỏ, loại to, tất cả các loại. Các bác thì mình mới yêu cầu làm to hơn thì em sẽ làm to hơn các bác, cho các bác sử dụng. Thế còn về bên này là về phần cái mai nhá. Cái mai này thì sẽ có 3 loại luôn để đăng tải tới các bác nhà mình. Mai bé, mai to. Đây ạ. Ví dụ như một cái mai hàn cán em cũng có 2 loại này. Loại cao cấp chất lượng hàng đặc nhất của nó thì nó đang là 300 trên một mai, đã hàn cán luôn. Đây, các bác nhìn cái mai hàng đặc nó sẽ khác thường như này nhé. Nó không xỉn màu, cái thép của nó rất chi là sáng và đẹp. Đấy, và hàn thì mối hàn cũng rất chi là chắc chắn về phần cái mai. Còn đi về phần lưỡi mai, lưỡi mai thì em sẽ có lưỡi 200, một lưỡi 200 này, 250 và 150. Đây, lưỡi 150 là lưỡi bé hơn nhé các bác nhé. Lưỡi 150 đây. Đấy, còn lưỡi trên là lưỡi 250, lưỡi 200. Đấy, còn về cái dầm này thì em đang đưa tới các bác thì mình là 60.000 đồng cho một cái này. Cái xối cỏ gà, cái xối cỏ dài, gọi là cái dầm củ cong, cái xối cỏ dài nha các bác nhé, 60.000. Đấy, còn cuối cùng là về phần cuốc tây gà hàng đặt. Cuốc tây gà hàng đặt này thì video nào em cũng đăng tải tới các bác rồi. Cái mẫu này hôm nay nó quá là lý tưởng. Và đây là em làm hàng đặt để gửi về trong miền Nam cho các bác nhìn đây. Đây các bác này. Đấy, rất chi là dày dặn, đẹp, cổ sọ này. Các bác nhìn nó có phải là quá ok không?
thì một cái cuốc tây hạng gà hàng đặt này em đang đưa tới các bác là 200 nghìn trên một cuốc. Đấy, về cái bản lưỡi của nó thì đây này, nó dài. Nó dài tầm độ cả sọ là 25 cm. Và cái bản lưỡi này của nó thì rơi vào tầm độ 16 cm nha các bác nhé. Rơi vào tầm độ 16 cm. Đấy, bản lưỡi đây là hàng đặt. Nó mới đẹp như thế này. Miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn nhé. Đấy, còn về cuốc tây gà thì các bác lưu ý là cuốc tây gà, cuốc lưỡi gà nó phải khác nhau hoàn toàn. Đây là cuốc lưỡi gà này. Lưỡi gà này cũng là 200.000 đồng cho một chiếc, em miễn phí ship nhé. Đấy, và với cái video ngắn này thì đây là một cái tổng quan về những cái dòng cuốc xẻng thủng mà đơn vị em mới làm xong. Tất cả các bác nhà mình mà xem được cái video này mà đang có Zalo đấy ạ. Các bác kết bạn Zalo với em qua đầu số điện thoại trên màn hình và chụp những cái mẫu mà các bác đang cần. Đấy, và quan tâm tới thật nhiều sản phẩm, các bác nhớ cho em xin một like, nhấn vào chuông và nhấn vào đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình để em sẽ đưa tới các bác rất nhiều những cái dụng cụ hay. Đây là một góc nhỏ thôi, còn nhà em thì sẽ có vô vàn những cái sản phẩm khác nhau để các bác nhà mình được lựa chọn. Đấy, một cái dụng cụ hữu ích em cũng vừa mới đăng tải, bác nào mà đang có nhu cầu về những cái dụng cụ này hãy gọi điện trực tiếp tới đơn vị em qua đầu số điện thoại trên nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.